Xin chào các bạn, thì nếu các bạn thích các tựa game mà tìm kiếm hoặc là muốn chơi các thể loại game chơi theo nhóm thì có thể chơi cái tựa game này. Tựa game có mang tên là Where Is It. Thì khi tham gia game này thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều nhân vật. Như chúng ta nhìn đây, nhìn khá là rối mắt. Và lúc đầu thì mình vào chơi game mình cũng không hiểu chơi cách nào. Và sau một thời gian tìm hiểu bán hành thì chúng ta đã biết được chơi như nào. Thì chơi cũng khá đơn giản thôi, các bạn sẽ được rơi vào một cái map. Và trong map đấy thì sẽ có một thằng người, nó sẽ được hiện lên. Đấy, chúng ta sẽ tìm cái vật này trong cái map này. Thì theo một kinh nghiệm của những người chơi lâu thì tìm nó màu gì thì chúng ta sẽ tìm đây, một cái hình tròn này. Tìm khá là khó tìm, và các bạn nên chơi theo nhóm thì có thể tìm ra. Thời gian càng nhanh thì càng được nhiều sao thôi. Khó vãi. Giờ nó đâu? Thì khi tham gia vào game thì nó cũng không có gì âm thanh hay nhạc nền thì à đây rồi. Đấy. Thì như các bạn được thấy thì nó giấu rất là kỹ, nó bất cứ chỗ nào trên bản đồ luôn. Và đấy thì nó sẽ xem cái lượng sao. Hiện tại thì mình tìm khá lâu. Và khi mà hoàn thành xong một cái kiểu 3 bàn thì sẽ có một cái được mở ra như này. Ví dụ tìm được 3 người đây này. Nó tương tác khá là hay và các bàn sẽ đi lên càng ngày càng khó, map càng ngày càng rộng và chơi càng ngày càng khốn nạn. Chúng ta sẽ thử một map nữa. Và map đây sẽ tìm con này. Đó, nó đâu nhỉ? Siêu nhân à? Siêu nhân màu hồng. Và thằng thiết này già. À đây. Đấy. Rồi, bá bá. Find a turtle who could not live without pizza. Tiếp theo là tìm cái thằng đây rồi. Nice. Xong này đấy, chúng ta đã hoàn thành thêm một bàn nữa. Thì do cái thời gian mình tìm khá là bá đạo và rất là nhanh, và đây có thể tìm ra được các nhân vật đây. Và đấy là một cái màn gọi là chơi mini ở trong cái game này, và chúng ta có thể thoát ra, chúng ta sẽ chơi theo cách khác. Đây thì sẽ có các bàn chơi như kiểu zombie mini game. Thì ở zombie thì các nhân vật chúng ta sẽ thiết kế theo kiểu zombie thôi. Và chơi nó cũng tương đối, nó chỉ có nghĩa là nó mua thêm một bộ thêm để chúng ta chơi. Và bài hướng dẫn trải nghiệm từ game Way My Geek của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.